Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của VDA. VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều dòng micro đến từ nhiều thương hiệu khác nhau. Thế nhưng chiếc micro nào thực sự đánh gục tất cả những đối thủ còn lại để vươn lên dẫn đầu về sự đắt khách? Có lẽ chúng ta phải kể đến chiếc micro Boss QM990 này. Và chỉ với 3.900.000 đồng, thương hiệu Boss đã mang đến một sản phẩm ngoài sự mong đợi với những tính năng vượt trội đã làm hài lòng nhiều khách hàng. Nào, bây giờ hãy cùng Linh Tâm tìm hiểu xem bên trong chiếc hộp này có gì nhé. 1. Ca thật nhẹ và trong. Điểm khác biệt lớn nhất của Boss QM990 so với các micro khác trong cùng tầm giá chính là khả năng lọc âm chuẩn không cần chỉnh. Lọc âm ở đây không phải là bóp méo giọng hát trung thực của người hát, mà chính là khả năng loại bỏ tạp âm ngay cả khi bạn đang hát, dù xung quanh bạn bè đang nói chuyện cười đùa. 2. Triệt tiêu âm gió, tiếng thở của người hát yếu. Thật sự là rất khó chịu và phiền phức khi mà hát karaoke với bạn bè, âm thanh phát ra cả những lúc chúng ta lấy hơi, chúng ta thở, mà âm thanh đó thì chẳng hay ho gì rồi, thậm chí còn khiến người khác nghe xong lại thấy mệt hơn. Nhưng đó là khi chưa có chiếc micro Boss QM990 Vizio. Giờ đây, chiếc micro này là vị cứu tinh cho nỗi khổ của những ai có giọng hát yếu, giọng hát mỏng. Wow, chẳng có lý do gì để từ chối một siêu phẩm như micro Boss QM990 phải không nào? 3. Không bị vỡ tiếng dù hát to hết mức. Thường thì ở những nốt cao hay những lúc chúng ta hát quá rung, âm thanh phát ra luôn luôn bị vỡ và lúc đó nghe thật chói tai, nhức đầu phải không ạ? Thế nhưng hát với em micro QM990 này, bạn hãy cứ tha hồ mà hét thật to cùng với bạn bè. Bởi vì sao? Bởi vì âm thanh phát ra luôn luôn mượt mà, mềm mại. 4. Đứng ở vị trí gần loa cũng không bị hú rè. Dường như tiếng hú rè đã quá quen thuộc mỗi khi bạn cầm micro và đứng gần loa. Nguyên nhân là do bị nhiễu sóng giữa các thiết bị với nhau nên gây ra những âm thanh khó chịu như vậy. Giờ đây, khi dùng micro Boss QM990, bạn không phải giật mình khi nghe phải tiếng hú reo như trước đây nữa. Đồng thời, dòng loa này cũng hạn chế nhiễu sóng ở điện thoại ở mức tối đa. Bạn tha hồ vừa hát hò vừa chơi điện thoại nhé. 5. 4 anten tha hồ mà bắt sóng. Với những chiếc micro khác, chỉ có 2 anten. Nhưng ở Boss QM990 lại thiết kế vượt trội hơn, gồm hẳn 4 anten. Chính sự đầu tư này giúp cho người dùng có thể vô tư bắt sóng dù di chuyển ra dàn karaoke. Với những tính năng kể trên thì bạn đã thực sự chinh phục bởi chiếc micro Boss QM990 này hay chưa ạ? Hãy nói cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn bằng cách comment ý kiến của mình ngay bên dưới video này nhé. Và nếu bạn muốn trải nghiệm chất lượng của em micro Boss QM990 này thì hãy ghé thăm showroom của VIA. Và cũng đừng quên nhấn subscribe để đón xem những video mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào. VDA lắp dàn karaoke gia đình tiêu chuẩn như quán karaoke Sài Gòn. Ghé ngay hệ thống showroom VDA để trải nghiệm sản phẩm hoàn toàn miễn phí. Chi nhánh 1-207 Tân Phước, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2-105 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3-178 Lâm Văn Bền, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 4-320 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay www.vda.vn hoặc www.vdashop.net xem chi tiết.